Bà con ơi, hành, hành tây, hành ta, hành nào cũng tốt cho sức khỏe vô cùng, đúng không bà con? Nhưng mà có những người có cái bệnh thế này, không ăn được hành tây, hành ta. Vậy bà con ta có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cho sức khỏe của mình tốt lên và chứng bệnh của mình mau lành, mau bớt, mau khỏi bệnh. Đó là những người không nên ăn, là những người mắt mờ mờ, những người có tóc bạc, người bị ra mồ hôi, người say rượu, uống rượu, xương khớp, huyết áp, là vui lòng đừng ăn hành tây hay là hành ta. Bởi vì ăn vào là bệnh mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và nó xấu đi cho sức khỏe của mình. Cho nên vui lòng đừng ăn là những người có bệnh mắt mờ, người có tóc bạc sớm, người bị ra mồ hôi, say rượu, uống rượu, xương khớp, huyết áp. Ngoài những người nêu trên thì không ăn, còn lại là ăn được tốt, tốt cho sức khỏe. Nhưng ăn hành tây, hành ta, ta cũng ăn không quá 50 gram mỗi ngày. Mỗi ngày ăn không quá 50 gram, ăn 6 ngày thì nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Những người không nên ăn hành tây, hành ta bởi nó rất nguy hại cho sức khỏe của mình. Bệnh càng ngày càng xấu đi, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, sức khỏe xấu, xấu, xấu chứ không tốt gì. Đó là những người vui lòng đừng ăn là mắt mờ, người có tóc bạc sớm, người bị ra mồ hôi, say rượu, uống rượu, bệnh xương, bệnh khớp và bệnh huyết áp. Vui lòng đừng ăn bà con ơi. Chúc bà con ta vui, vẻ, mạnh khỏe. Xin chào, nào nào.